cảm ơn tất cả các anh, các chị và cũng các em ở đây cũng là đã đến dự cái khóa học này. Thì lời nói đầu tiên, thầy có tin rằng là tiến đến đây cũng là một nhân viên chính trời sắp xếp. Dạ, chứ Yến không thể nào hình dung được biết đâu. Yến vẫn nói rằng là Yến nhận một cái mail của công ty bên tài chính thì thông báo với Yến Đài Chi đang nằm ngưỡng cửa máy và được đăng như vậy trên làn sóng gì đó, rồi trên online đưa mình cái trang web, thì mình click vô sao không biết, mà nó vô cái chỗ này thì bên đầu tư kiệt sức mình lại tò mò đầu tư gì mà kiệt sức, mình lại click vô nữa mình xem, tập trung hết cái mò ngò mình đăng ký luôn. Xong rồi ai ngờ mình lại được nhận email là cho một cặp vé, thì lại nó cũng là một nhân duyên. Mình mới gặp em Long này là một bên, tại vì Yến Linh Lâm này là cũng là một người dạng là đầu tư thôi, đi kiếm cái gì mà đầu tư, thì mới rủ em thôi vào đây mình đi thử dự hội nghị. Thì thấy em Lâm này hay chia sẻ về chứng khoán, mà mình á là thề rồi không chơi chứng khoán nữa, dẹp ngay luôn, chấm dứt trong đầu, tại mình không có kỹ năng về cái này. Rồi nếu trước đây cái giấc mơ này mà khoảng 3 năm trước đây thì tài sản Yến tiền cũng không bốc hơi đi, rất là ít, nên khi mình học xong cái khóa này mình cảm nhận đau thiệt, phải chi cái này mình biết sớm thì đâu có giờ mình đến nói ra vậy nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ rằng con người sống có luôn luôn phải có cái chữ tâm đạo đức, thì đức năng thắng số. Thì cũng như chia sẻ thật cả các lớp biết đây đó, là mình là sống một thân một mình của cả ba đứa con, và mình cũng đang hiện tại là sở hữu tự do tài chính và thời gian, và đây là một cái nguồn mình muốn tìm lâu dài cũng chỉ là vững chắc, nhưng chưa có kiến thức thì mình phải vào đại học, để mình không muốn tiền mình bốc hơi như hồi xưa nữa, mà những cái vấn đề này mình không muốn lặp đi lặp lại nữa, cái gì nó quá khứ rồi mình bỏ qua đi, mình quăng. Và đến với lớp thì mình học với thầy, mình cảm nhận học được thầy nhiều thứ. Thứ hai là thầy đã đánh thức tỉnh Yến một cái dạng trung lưu, là chia ra hai học, mình thấy mình học lúc đó mình em thấy sợ đúng, mình tiêu tiền khủng khiếp lắm. Thật sự là mình nói thật là với bạn bè, chính gia đình mình ai nói con này tiền không có xài ghê gì, mình kiếm tiền cũng dữ lắm. Nó thật sự nếu kiếm tiền như thầy nói từ 100 năm rưỡi đến hàng tháng chúng ta từng kiếm luôn, và xài cũng rất là ghê, nghĩa là ăn cũng đi chơi, và con cái mình cũng cho nó xài giống như hàng hiệu. Tại vì sao? Không phải là mình là một dạng ưu đòi, tại vì Yến cứ nghĩ rằng là con của mình đã không có được các cha, giống như là nhà không có cha như nhà không có nắp, thì mình không muốn con cái mình nó thiếu hụt với lại những người con anh em và gia đình mình và bạn bè, nên con cái mình cần gì có đó, nhưng không phải cần đó là mình dạy cho con hư, nhưng mà cái mình vẫn biết cho con trân trọng là những cái ý nghĩa như gì, tiền bạc xài, thì mình cũng đầu tư cho con cái mình những cái trò chơi hay gì gì đó vân vân. Thì mục đích hôm nay mình đến đây mình học được cái khi mà sửng sốt là cái ý nghĩa mà thầy nói cái trung lưu. Tại vì Yến cũng thật sự cũng phải mua nhà trả góp thôi, và không phải mua một căn, mua tới 3 căn cũng lớn. Nhưng nếu, tại vì thầy nói mua nhà trả góp, nếu như Yến không mua, đặt vấn đề Yến không mua thì giờ này đâu có nhà, Yến cứ đi thuê nhà ngoài sao. Nhưng tự Yến cũng có một cái ngược hướng, một cái chiêu khác nữa là Yến tự đặt một cái mục tiêu cao và tự áp lực cho Yến. Nếu như cái sức Yến một người phụ nữ vừa làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm bạn của con, coi như là không ai ngờ nổi Yến cái sức lực của Yến quá nhiều. Nhưng Yến cũng phải cố gắng làm, tạo cho mình một cái động lực lớn, cái áp lực thật cao để mình làm, mình kiếm tiền thu nhập và trả nợ. Thì cái niềm vui của Yến là 10 năm là phải mua căn nhà, nhưng mà cuối cùng Yến đã đạt được kết quả 3 năm giải quyết hết. Đấy là cái mục đích. Yến có một sư phụ cũng nói với ông Yến là năm nay con tin vua là con năm nay 2 năm nữa là con thắng chặn luôn, là cái gì cũng gió, con đầu tư gì cũng thắng hết. Trước đây những năm trước là không, ví dụ kia sao, nhưng mà thấy là mình đã đi được một đường. Cho chị một tràng pháo tay đi. Và mình cũng mong muốn rằng mình và tất cả các anh và các bạn đây cũng
sẽ trong tương lai cũng giống như là một giống như thầy. Và chúc cho mọi người đây, mình hy vọng là Đức mình sẽ luôn luôn thắng trận và đi đâu cũng là tổng trợ các thầy.